Đây là cái bầy heo bình đêm hôm mình mới sanh nè các bạn. Mình đang quay cái bầy heo này, mình quay qua đây coi, mình thấy nó đẻ ra một con nè các bạn. Thế mình chưa thấy nó chịu trứng sanh vậy trơn mà bây giờ nó đẻ ra một con rồi. Mình chưa làm vệ sinh chỗ này luôn. Rồi để mình đỡ đẻ tiếp con này luôn nha. Cái đàn này thì nó mới sanh đêm hôm nè các bạn. Mình định quay để mình đăng lên TikTok á. Mình chưa có quay xong nữa, mình mới quay có nửa đường thôi. Là mình nhìn bên đây là mình phát hiện là nó ra một con rồi. Nhưng mà nó ra lâu rồi. Nhưng mà mình có cái sọt này nè, mình không để ý nên mình không thấy. Đây là cái con đầu tiên nè các bạn. Rồi bây giờ con heo của mình nó chuẩn bị gặn con thứ hai nha. Khi mà nó gặn con thứ hai ra xong á thì mình sẽ làm vệ sinh chỗ này cho nó sạch lại. Hôm nay là buổi sáng sớm nên mình chưa có làm vệ sinh các bạn. Thường thường là buổi trưa nắng lên thì mình mới làm vệ sinh để cho nó sạch sẽ và con heo nó không bị lạnh, nó không bị viêm phổi nha. Con heo này thì đang đau bụng gặn nè. Nó ngoảy đuôi là nó gần ra đó các bạn. Đây, cái bầy heo bên đây thì nó bú quá trời, còn con bên đây thì nó gặn. Đó, các bạn nhìn thấy cái bầy heo con các bạn mê chưa? Bầy này là 18 con nha các bạn. Rồi các bạn đoán thử xem cái con heo này á, là nó sanh được bao nhiêu con nha. Các bạn cứ bình luận vô đầu video đi, để cuối video thì các bạn biết được là mình đoán đúng hay sai nha. Cái con bên đây á là nó đẻ heo rất là to luôn. Đẻ con đầu là rất là to luôn. Còn con heo này nó đẻ ra là con nhỏ. Là mình đoán cái con heo này á là nó rơi vào tầm 20 con nha các bạn. Rồi các bạn thử đoán với mình xem con heo này nó được 20 con hay không nha. Mình quay cho các bạn xem con nó đạp nè các bạn. Các bạn nhìn bụng chỗ này nè, con nó đạp nè. Đó các bạn nhìn thấy không? Nó đạp giận giận các bạn thấy không? Ở đây con thứ hai nó ra nè các bạn. Nó ra gần tới ngoài rồi nhưng mà bên ngoài các bạn nó ra nó bị dướng lại, là nó ra ngay chân chỗ cái xương này nè. Chỗ này nè là nó bị co giò lại, nó bự quá nên nó không ra được nên mình mới tiếp nó nha. Đây là con thứ hai. Khi mà con heo nó gặn nhiều lần, các bạn thấy nó muốn ra rồi mà nó không ra mà nó gặn quá nhiều lần thì các bạn cứ đưa tay vô một tí đi, khoảng chừng một gang tay là các bạn thăm thử nha. Coi con heo nó ra tới đó chưa, coi chừng nó bị kẹt lại các bạn. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hồi lúc nãy là con heo mình nó sanh là mình không hay luôn các bạn. Là lúc mà mình quay cái video tóc của cái bầy bên đây nè, thì mình nhìn qua bên cái bên đây là mình thấy con heo nó đẻ ra được một con rồi. Mà mình đoán là con heo này khoảng chừng 3 ngày nữa nó mới sanh. Nhưng mà sáng giờ bắt đầu từ hôm qua tới sáng luôn là mình không có thấy cái triệu chứng nó sanh gì hết trơn á. Nhưng mà đùng một cái là nó sanh luôn. Đây nè, con heo này nó sanh nãy giờ là được vài con rồi, nhưng mà bụng nó rất là to luôn. Các bạn đoán thử coi con heo này là nó được bao nhiêu con nha. Con heo này á, cái bụng nó mình thấy nó nhỉnh hơn con heo bên kia nữa. Mà con heo bên kia nó đẻ được 18 con. Thì con này á, là mình đoán là khoảng 20 con. Xem thử có được hay không nha các bạn. Heo của mình là có con là nó đẻ được 21 con rồi nha các bạn. Rồi con này á, là mình đoán là 20 con. Xem thử là mình đoán có đúng hay không. Rồi các bạn cùng đoán với mình xem coi là con heo này nó được bao nhiêu con nha. Các bạn cứ bình luận xuống đầu video đi. Rồi để cuối video các bạn đoán coi là có đúng hay không, có chính xác như con heo lần trước hay không. Đây mình quay cho các bạn xem nè, cái bụng nó vẫn còn to luôn. Rất là to luôn nha. Hồi mấy cái mà clip trước á, hồi mà mấy cái đoạn video trước á là mình cũng quay cho các bạn xem là nó chỉ là nằm sấp thôi. Nó nằm ngửa ra không được, cái bụng nó quá to luôn, nó nằm ngửa là nó chịu không nổi. Rồi cái bầy heo này nè các bạn. Đó, 18 con nha. Nhìn rất là mê luôn. Rồi mình cho các bạn xem. Rồi ở đây thì mình cho các bạn xem nè, heo của mình được hôm nay là 6 ngày tuổi nè, là đã uống cắm sữa rành hết rồi. Đó. Cái bầy này sanh lần trước nha các bạn. Cái bên đây á, là có con heo nó chuẩn bị sanh nè. Khi nào nó sanh á, thì mình quay tiếp cho các bạn xem. Con này thì bụng cũng tương đương thôi. Con này thì đẻ không nhiều đâu các bạn. Mình đoán là dao động từ 10 đến 13 con là cao rồi, chứ không cao đâu. Thì lần tới thì các bạn đoán thử coi là được bao nhiêu con. Rồi bây giờ để mình bước qua mình coi con heo này. Mình thấy nó gặn nãy giờ rồi mà chưa ra, để mình kiểm tra thử coi nó sao nha các bạn ơi. Các bạn thấy clip của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn nha. Mấy con rồi? Rồi con thứ 5 ra nè các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy nè. Đó, nó chào ra đó, các bạn thấy chưa, nó lú đầu ra rồi. Đó, để mình tiếp nó nha các bạn. Đây, con thứ 5 này. Rồi, để mình chùi cho nó nha.
Đây con thứ năm, con thứ năm này rất là to luôn các bạn, nó ra rất là lâu luôn. À, các bạn nhìn con thứ năm nè, nó còn to hơn cái tay mình đó. Heo mình mới đẻ ra một con nữa là con thứ sáu nè các bạn. Đó, con này là con thứ sáu nha. Trong đây là năm con nè. Nãy giờ khoảng chừng 1 tiếng 10 phút mà nó đẻ được 6 con rồi. Thì con heo này nó đẻ rất là nhanh luôn nha. Còn đàn bên đây thì nó đẻ xong nó bú rồi nè. Đó, đàn bên đây thì nó bú xong nó nằm ngủ nè. Đó. Bây giờ mình sẽ chùi con đó thì các bạn nhớ đón xem với mình là con này nó sanh được bao nhiêu con nha. Rồi ở đây heo mình mới vừa đẻ ra con thứ 8 nè các bạn. Con thứ 8 là con màu trắng nha. Đó, nó ra miếng nhau luôn các bạn ơi. Đây là con thứ 8 nha. Trong đây là 7 con rồi nè. Rồi để mình chùi con này nha, nó khẹt quá. Rồi con thứ 9 ra nè các bạn ơi. Đó, nó đẩy con thứ 9 ra luôn rồi nha. Đây là con thứ 9 nó mới vừa sanh ra nè. Con này cũng nhỏ các bạn, con này không to đâu. Nhưng mà bụng nó vẫn còn to nha các bạn, thấy bụng nó vẫn còn đạp á. Đây trong đây là 8 con nè, ngoài này con là 9 con. Đây là con thứ 10 nè các bạn, mình vừa nói chuyện điện thoại rồi nó đẻ ra là mình vừa nói, mình vừa đỡ đẻ luôn nè. Rồi xong rồi mình mới quay cho các bạn xem được, con thứ 10 này là nó to nha các bạn. Con này là dạng con to nha, còn những con trong đây là nó nhỏ nhỏ, nó to. Rồi để mình để vô trong đây đi. Cái này một tí nữa mình cho nó bú á các bạn, là cũng giống như cái bầy trước nha. Tầm 11 con thì mình sẽ thả ra cho nó bú mẹ nó. Rồi những con sanh sau thì mình sẽ cho nó bú sau. Cái bầy này nè, cái bầy 18 con này hôm qua là 9 con mình đã cho bú rồi. Thì 9 con đẻ sau mình cho bú sau. Cái này là mình đợi tới đẻ một con đi, 11 con là mình cho nó ra bú. Rồi nó bú no xong mình bắt nó bỏ vô sọt ngủ. Rồi những con sanh sau á là mình cho nó bú no. Rồi xong mình mới thả 11 con đầu tiên này ra chung luôn. Giống như bầy này luôn, 14 vú mà nuôi 18 con. Ở bên đây mình đang tập cho nó uống sữa nè. Các bạn nhớ xem những cái clip tiếp theo á, là mình tập cho heo uống sữa nó như thế nào nha. Heo mình chuẩn bị gặn ra con thứ 11 nha các bạn. Đó, nó gần ra rồi đó. Rồi con thứ 11 ra nè các bạn ơi. Rồi cái con thứ 11 này nó bị ngợp rồi các bạn, không cứu được các bạn ơi. Mình đem ra mình kiểm tra là nó không còn thở nữa, nó ngợp từ trong bụng rồi. Thì bây giờ mình sẽ can thiệp thử xem là có con nào nó gần xuống hay chưa. Mình sợ nó giống như cái con này, để mình can thiệp sớm, nhiều khi là nó xuống nó dồn đó các bạn. Rồi để mình so bụng cho con nái này nó nằm nha. Con nái này ví dụ nó không chịu nằm á, thì các bạn cứ so bụng như thế này nè. Các bạn cứ gờ vô đi, các bạn so bụng là nó nằm xuống nè. Đây nè, đây là mình so là nó muốn nằm rồi nè. Đó, các bạn cứ so bụng vòng 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 nó đi là nó tự nó nằm. Ví dụ như nó nằm như vậy mà nó chưa có nằm ra nữa thì các bạn cứ so đi, so là nó nằm ngã xuống à. Đây đây mình so nè, nó nằm nó bung giò liền. Đó, các bạn cứ so bầu vú nó đi rồi nó sẽ nằm ra cho các bạn xem. Đó, mình so rồi đó, nó nằm rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ đưa tay vô mình can thiệp coi là có con nào nó gần xuống tới chưa nha. Mình để điện thoại mình tính can thiệp nè các bạn, là nó đẩy ra một con nữa rồi nè. Đây con này là con thứ 12 nè, để mình kéo dây rúng nó ra. Đó, con này con thứ 12 nha các bạn. Còn con thứ 11 nó ngọt, nó trắng tươi luôn rồi. Rồi để mình chùi cái con này nha. Theo mình nghĩ là nó có một hai con nó xuống gần tới nữa rồi đó. Để mình chùi cái con 12 này đi rồi mình kiểm tra xem cho nó chắc nha các bạn ơi. Mình mới vừa kiểm tra xong á các bạn, là mình thấy nó chưa có xuống. Mình đưa vô sâu rồi mà vẫn chưa phát hiện được con heo con nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là thăm heo con, là coi nó xuống hay chưa, hoặc là nó đã xuống tới đâu rồi để mình biết nha. Thì cái này thì có hai cách, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn.
Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là xác định coi là heo con nó xuống hay chưa, hoặc là nó xuống tới đâu nha. Xác định này là có hai cách các bạn. Một là các bạn can thiệp trực tiếp bằng tay luôn. Khi mà các bạn can thiệp bằng tay á, thì móng tay các bạn nên cắt và dũa cho nó bằng đi, các bạn đừng để nha, dễ như các bạn đưa vô là nó bị xước. Trước khi các bạn đưa tay vào á, thì các bạn nên rửa bằng xà phòng sạch rồi khô lại. Rồi các bạn tiếp tục là dùng gel bôi trơn. Đây là chai gel bôi trơn mình thường xài nè. Các bạn chới lên lòng bàn tay mình, gỡ lên cánh tay mình luôn. Các bạn săn áo lên, các bạn kéo lên tới trên này luôn nè. Đó, các bạn tha đều cho nó ướt hết luôn, cho nó trơn. Rồi các bạn đưa tay vào. Trường hợp mà nhà các bạn hết gel bôi trơn, hoặc là trường hợp đặc biệt quá không có gel bôi trơn luôn, thì các bạn sử dụng tạm dầu ăn. Nhưng mà mình không khuyến khích các bạn sử dụng dầu ăn nha. Trường hợp mà không có gel bôi trơn thì mình mới bắt buộc sử dụng trường hợp đó. Rồi chúng ta đưa vào, chúng ta chấm tay lại, chúng ta đưa từ từ thôi. Khi mà tới ngay chân chỗ đường đẻ của nó các bạn, là các bạn có thể đưa tới đây hoặc là tới đây luôn nè. Các bạn cứ thọt từ từ vô. Rồi trường hợp cái đó là trường hợp thứ nhất, các bạn dạng tay các bạn đút vô, các bạn can thiệp bình thường nha. Rồi đến trường hợp thứ hai là đơn giản, các bạn nữ vẫn làm được nha, hoặc là các cô chú gì đó nhát tay vẫn làm được. Mình có thể là sử dụng là que phối, có thể là sử dụng que đầu mềm này, có thể là sử dụng là que mềm này, hoặc là sử dụng que cứng này, nhưng mà dạng cái đầu xốp. Mà trước khi chúng ta đưa vào, chúng ta thăm, chúng ta kiểm tra, thì chúng ta nên tha gel bôi trơn cho nó ướt đều hết đi, đặng cho nó trơn chu. Còn mà các bạn mà đưa vô mà không có tha gì chân á, là cái này nó đưa vô là nó cọ với cái thành của con heo á, là nó bị xước là nó sẽ bị viêm. Nhầm con là viêm nặng hoặc là viêm nhẹ thôi. Khi mà các bạn ví dụ như sọc vô được khoảng 3 tấc rồi, nó làm sực rụng bực lại, là con heo nó đi tới đó, là mình xác định, mình đo vô là con heo nó đi tới đâu rồi, coi nó xuống tới xương chậu hay chưa. Đây là hai cách để mình thăm dò con heo, nhưng mà cách thứ hai này là mình thấy là đơn giản nhất các bạn, không cần thọt tay vào con heo, không cần thọt tay vào, những bạn mà nhát tay vẫn làm được bình thường nha. Còn mà trường hợp thứ nhất thì các bạn dạng tay, thì các bạn đút vô, các bạn đụng nó, các bạn kéo ra luôn. Ví dụ như trường hợp mà con heo mà nó đẻ khó đi, thì các bạn thăm bằng cái này, nó đi xuống lượng khúc rồi, thì các bạn cũng phải bắt buộc đút tay vô, các bạn kéo nó ra thôi. Nhưng mà các bạn thăm trường hợp này thì nó thứ nhất là yên tâm, thứ hai nữa là an toàn hơn các bạn. Tại nhiều khi tay mình bị xước này kia mà heo nó có này kia, nó dễ lây cho mình. Nhưng mà hiếm, cũng hiếm lắm các bạn, có nhưng mà hiếm lắm nha. Giống như là 1000 trường hợp mà nó có chỉ 0.mấy% thôi, chứ nó không được 1% nữa. Các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó nha. Rồi các bạn thấy video của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bây giờ mình tiếp tục đỡ đẻ trong con heo này. Nó đã được 12 con rồi, nó bị ngọt 1 con và là nó còn 11 con nha các bạn. Heo mình vừa mới sinh ra 2 con một lượt luôn rồi các bạn. Nó ra gần tới rồi, mình kéo cái con ngọt đầu tiên ra rồi, tới đầu con thứ hai nó ra luôn nha. Bây giờ thì tiếp theo là mình sẽ kiểm tra coi con nào còn con nào nữa hay không. Sao con heo này nó ưa bị dồn quá các bạn. Con heo trước nó bị dồn 1 con rồi, con heo này nó dồn 1 con nữa. Để bây giờ mình kiểm tra nó coi. Cái con ngọt là cái con thứ 13 rồi, cái con sống là con thứ 14 nè. Để mình kiểm tra coi còn con nào nữa hay không nha. Mình kiểm tra thì các bạn, mình không thấy cái con nào xuống nữa hết á. Thì bây giờ thì mình sẽ làm vệ sinh cho mình buộc rúng cái con thứ 14 này nha. Heo mình ngọt 2 con rồi, còn 14 con. Để mình đưa cái con ngọt qua bên đây. Đây mình để riêng qua bên đi. Đó các bạn, hai con ngọt là mình để đó rồi đó các bạn. Đó. Đây là con thứ 14 nè, để mình buộc cúng cho nó. Heo mình vừa mới đẻ ra con 15 nha các bạn. Con này con thứ 15 nha. Thì mình để mình chùi xong con này đi, rồi mình thả cái bầy heo con mình ra cho nó bú nha. Mình thấy con heo mẹ nó chảy sữa kìa bạn, giữa màn hình đó. Đó, con heo mẹ nó nằm nó chảy sữa rồi. Bây giờ thì mình bỏ con này vô đi, rồi mình thả cái đàn này ra cho nó bú trước, rồi những con mà nó ra sau thì mình cho nó bú sau nha. Heo mình nãy giờ nó ngọt 2 con rồi các bạn. Các bạn thấy nước ối nó nhiễu xuống không? Là cái đó là heo con nó gần ra. Bây giờ mình kiểm tra luôn cho nó chắc, để cho tránh tình trạng mà heo của mình nó bị ngọt nha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem. Ở đây là gel bôi trơn các bạn, mình tha đều lên tay cho nó trơn cái tay mình nha. Rồi mình mới đút từ từ vô mình kiểm tra. Ở đây cái nước ối nó xuống các bạn, là con nó ra được tới, không biết là nó ra
rồi, nhưng mà mình thấy nó gặt hai ba cái rồi, nên mình lút vô luôn đi cho nó an toàn, cho nó không có ngọt heo mình nữa. Các bạn đút cứ đút từ từ thôi. Đây con heo nó ra gần tới rồi nè các bạn, nó ra ngay chỗ này rồi nè. Rồi bây giờ mình kéo kiếm nó ra nha. Rồi ra luôn. Rồi con này là con thứ 16 nha các bạn ơi. Để mình đem qua bên đây mình chùi đi rồi mình kiểm tra một lần nữa. Heo này rất là to luôn, mấy con sau cùng này nó ra rất là to luôn các bạn. Rồi mình để nó qua một bên, bây giờ mình kiểm tra thêm một lần nữa cho chắc nha. Mình kiểm tra thì mình đã đụng con heo nha các bạn. Cái này là đầu nó ra trước luôn các bạn ơi. Cái con này nó ở trong đây nha các bạn. Nói chung cho là mình quay đầu nó lại, mình kéo cái giò nó ra trước luôn các bạn ơi. Nãy là nó ra cái đầu và nó vô trong chỗ này rồi, nó quay đầu lại được luôn. Giống như cái ổ đẻ nó tròn cho vậy nè. Kéo cái giỏ ra luôn nha. Hồi nãy là nó ra cái đầu, cái đầu khó kéo lắm. Mình kéo thì chỉ gặn của mẹ nó nha, nó gặn lon kéo thôi. Ra tới rồi. Hồi lúc nãy các bạn là nó ra cái đầu. Rồi xong rồi nó chạy cho vô, nó chạy cho vô cái trong đó cái ổ đẻ của nó giống như là nó tròn vô giống như trái banh vậy đó các bạn. Rồi bắt đầu nó xoay vòng tròn sẵn mình lận cái giò nó, mình kéo quay đầu lại, mình kéo cái giò nó ra trước luôn. Cái con này bự á, kéo cái hàm nó ra trước cũng mệt đó các bạn, chứ đau tay một phần nữa. Nhiều khi là lủng tay mình luôn á. Rồi con này là con thứ 17, để mình buộc dây gúng rồi mình bỏ nó vô trong sọt nha. Ở đây nè các bạn, mình mới vừa thả nó ra để mình đi vô nhà mình uống nước một cái nè các bạn. Mới đây mà nó đẻ ra hai con luôn nè. Các bạn coi dây gúng nó còn hai con luôn nè các bạn. Đây mình đếm cho các bạn xem luôn nè, 1 2 nè. 3 4 nè, 5 6 nè. 7 8 9 10 11 12 13 14. Đó, ở đây 14 nè. Hai con nằm đó nó gặp 15 16 nè. Bên đây mình gửi bên đây ba con nè. 17, 18, 19. Đó, heo mình được 19 con nha các bạn. Ồ, mình ngồi trên đây mình đợi là con 20 nó ra nè các bạn. Đây nè, con 20 nó ra rồi nè. Rồi, để mình bứt dây gúng nó ra luôn nha. Rồi, để mình qua mình chùi con 20 này. Ồ, con heo này mình đón là 20 con, bây giờ nó ra 20 con rồi các bạn, mà không biết là nó còn con nào nữa hay không nha. Còn bảy bên đây là 18 con là hình nha các bạn, mình không có ăn gian con nào hết á. Một tí nữa thì mình sẽ kiểm đếm hai cái đàn này cho các bạn xem số lượng là chính xác nha. Đây là con thứ 20 nè các bạn. Rồi mình đã buộc cuốn, mình cắt cuốn nó xong rồi, bây giờ mình để qua đây chung với anh chị của nó đi. Đó, heo mình là 20 con nha. Ở ngoài này là nó bú 12 con rồi nè. Trong sọt là 6 con, là 18 con, với nó ngọt 2 con là 20 con nha. Còn đàn bên đây là 18 con, bố mẹ nó ở ngoài là vẫn còn đủ 18 con nha. Mình không có ăn gian đâu, để mình kiểm đếm lại cho các bạn, để các bạn nắm được cái số lượng heo mình sanh ra là được bao nhiêu con. Rồi con heo mình nè các bạn, nãy giờ mình thấy nó ra nhau lần này nữa lần thứ hai rồi, chắc heo mình hết rồi các bạn ơi. Chắc nó chỉ 20 con thôi. Rồi cái tớp mà 12 con mà bú đầu này nè các bạn, bây giờ nó đã bú no rồi, mình sẽ bắt nó vô sọt nha. Mình sẽ để 6 con còn lại vô cho nó bú nha. Là heo mình ở đây là heo sống là 18 con, và heo ngọt 2 con, là tổng là con heo mình được 20 con. Đây nó đang ra nhau nè các bạn. Đó. Để mình bắt 12 con này vô sọt. Rồi các bạn, bây giờ 12 con này á, nó đã bú no rồi, bây giờ mình sẽ bắt nó bỏ vô sọt. Và mình bắt 6 con còn lại là cho nó bú sau. Rồi 6 con còn lại mà nó no á, là mình sẽ thả 12 con này ra chung luôn nha. Bây giờ mình bắt nó vô trước đi.
con nè. Rồi bây giờ còn 6 con á là mình sẽ đem qua mình thả nó xuống luôn nha. Bây giờ mình đi qua bên kia mình lấy 6 con mình thả nó xuống. Cái 6 con này là mình gửi bên bầy bên đây nè các bạn, nó có điện ống là mình gửi nha. Chiều mình đi mua thêm bóng ống, mình hết bóng ống rồi. Bây giờ heo mình đã sanh xong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm đếm heo lại xem coi mình nói là có đúng chính xác như trong video hay không nha. Trước tiên là mình kiểm bầy heo mới sanh nè. Ở đây là 3 nè, 4, 5 nè, 6, 7 nè, 8, 9 nè, 10, 11, 12. Ở trong sọt này là 12 con nha các bạn. Trong sọt này là 12 con. Bầy bên đây thì mình chưa tính đi. Ở xung quanh mình là không có ai hết trơn, không có ai dời heo đâu nha. Đó là 12 con. 13, 14 nè, 15 nè, 16, 17, 18. Đó, ở đây là 6 con là 18. 2 con bị ngọt là 20 con nha. Đó, đó là 20 con. Rồi cái đàn heo này nó đang ngủ nè. Rồi bây giờ đàn heo này đêm hôm là nó sanh được 18 con. Bây giờ mình quay cho các bạn xem nè. 1 con nè, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. Ở trên góc trên kia là 6 con nè. 7 con nè. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Đó, tổng là 18 con nha. Một bầy sanh 18, một bầy sanh 20. Bầy 20 ngọt 2 còn 18. Vậy là hai bầy là đều 18 điều hết nha các bạn. Đây, mình quay lại tổng thể một lần nữa cho các bạn xem nè. Rồi hai bầy này á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là chăm sóc tiêm thuốc cho hai con nái sau khi sanh, và chăm sóc bầy heo con sau khi sanh, và tập cho heo uống sữa. Các bạn nhớ theo dõi những clip tiếp theo để các bạn sau này á, những con mà đẻ nhiều á, thì các bạn biết đường để các bạn chăm sóc để heo mình nó không bị hao hụt khi nó lớn lên nha các bạn. 18 con này nếu mà nó không đè không gì hết á là nó sống bình thường, nó khỏe mạnh bình thường, không hao không hụt con nào, không còi gì hết đó các bạn. Vẫn bình thường nha. 14 vú mà nuôi 18 con là vẫn bình thường. 16 vú mà nuôi 18 con, 20 con là vẫn bình thường, không vấn đề gì hết. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình nha. Các bạn thấy clip của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình.